mừng sinh nhật, happy birthday. Chào mừng quý vị đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Alo, Long hả? Tối nay bật TV lên, HTV7. Chương trình chúc mừng sinh nhật, chương trình mà có cái anh Huyền Linh á. Vậy đi. Chào các bạn. Hoàng Phi rất là vui khi được tham gia chương trình chúc mừng sinh nhật với vai trò là thí sinh. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn cũng như anh MC Huyền Linh. Chúc mừng sinh nhật Hoàng Phi. Thí sinh thứ hai, đeo kính trắng bị nói giả danh trí thức, đeo kính đen bị nói giống thế giới ngầm, đứng ở đây nói rằng tôi giả nai. Chúc mừng sinh nhật Minh Châu. Thí sinh thứ ba, tôi đây vốn gốc Thủy Tề, mong men lên phố góp bài đơn ca, hát xong chẳng có người khen, tôi đành ngồi đó chờ xe ước về. Chúc mừng sinh nhật Văn Trung. Xin chào bạn Hoàng Phi. Dạ chào anh. Một cái mái tóc rất ấn tượng. Sinh nhật ấn nhất của bạn là lần nào? Em thấy sinh nhật em lần nào cũng như lần nào cũng là bạn bè gặp nhau ăn uống thôi. Còn nếu mà lớn nhất thì có lẽ là hôm nay. Hôm nay sinh nhật mà có rất là nhiều máy quay với lại có anh Quyền Linh. Cảm ơn bạn. Và hôm nay bạn đến hiện trường với ai? Em tới đây với sự cổ vũ của bạn của em. Của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn nhé. Dạ. Xin chào bạn Minh Châu. Chào anh Quyền Linh. Bạn đến từ đâu? Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh à, vậy à. Bạn có thích thành phố Hồ Chí Minh không? Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhộn nhịp. Náo nhiệt, nhộn nhịp. Năng động. Sôi động. Chủ động. Bạn có thích đi du lịch không? Em rất thích đi du lịch, đặc biệt là các vùng về nông thôn. Vì nông thôn ở đó rất là không khí khí hậu trong lành. Và người dân ở đó rất là chất phát. Thật thà, giản dị. Mà hôm nay bạn đến phim trường với ai? Hôm nay em đến phim trường với bạn của em và em gái của em phía bên kia. Bạn gái và em gái của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Cảm ơn anh. Xin chào bạn. Dạ, chào anh. Tôi được biết là bạn là quê Quảng Ngãi. Có ai Quảng Trị? Dạ, xin lỗi. Bạn quê Quảng Trị? Dạ. Bạn vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được năm nay gần 3 năm. Được 3 năm. Mỗi năm bạn về quê mấy lần? Dạ, 2 lần. 2 lần. Bây giờ thì bạn có thể nói một chút về Quảng Trị của bạn với một bài thơ hay là một bài hát nào chẳng hạn. Xa Quảng Trị quê hương tôi, những kỷ niệm xưa sao vương vấn hoài, tháng ngày tuổi ấu thơ. Quá tuyệt vời, phải nói là nếu như ai chưa đến Quảng Trị nghe bạn hát xong thì chắc chắn sẽ đến Quảng Trị. Cảm ơn bạn, nếu như có thời gian tôi sẽ mong được nghe bạn hát hết bài luôn về Quảng Trị của bạn. Dạ. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ em đến với những người bạn của em. Những người bạn của bạn. Dạ. Nếu tên mà nói thì tôi mong rằng hôm nay bạn sẽ là người chiến thắng, bởi vì bạn là người ở rất xa. Chúc bạn thật nhiều may mắn, 50 triệu đồng đang chờ bạn. Dạ em cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chúng ta đã giao lưu xong với ba thí sinh và bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc chơi để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Kính thưa quý vị, chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ trả lời 3 câu hỏi bằng cách đoán tuổi của các vị khách mời. Nếu như đoán đúng một vị khách mời, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và đặc biệt trong chương trình này, điểm âm là điểm tốt nhất. Điểm âm càng lớn thì các bạn sẽ có càng nhiều cơ hội để nhận giải thưởng 50 triệu đồng.
Đầu tiên thì chương trình sẽ tặng cho mỗi bạn âm 5 điểm làm món quà. Chúc các bạn may mắn. Ba thí sinh sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Mẹ Tú xin gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Để tham gia chương trình, Hàng Tú có một tấm hình này và Hàng Tú sẽ muốn cho các bạn xem Hàng đã đấu hồi xưa. Và các bạn để ý thật là kỹ để xem là lúc này Hàng đã Tú bao nhiêu tuổi. Chúc các bạn may mắn. Ca sĩ Hàng Thái Tú chắc chắn các bạn đã biết rồi. Nhưng mà nếu như đoán Hàng Thái Tú đã từng tốt nghiệp trường cao đẳng sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, khoa diễn viên. Bây giờ anh trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Hình trong ảnh là bao nhiêu tuổi? Xin mời. Mấy? 20, 17, 15, 17. Rồi chúng ta đưa ra con số dự án đây các bạn. Bạn Trung là 18, bạn Châu là 16 và bạn Phi là 20. Chúng ta chờ xem nhé. Xin mời Hàng Thái Tú. Các bạn thấy không? Đây là lúc mà Hàng Tú năm 20 tuổi. 20! Chúc mừng bạn Hoàng Phi. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Chào các bạn thí sinh, các bạn có biết Ngọc Bích năm nay bao nhiêu tuổi rồi không? Các bạn ơi, nhớ đoán chính xác nha, giải thưởng 50 triệu đang đợi các bạn đó. Ngọc Bích hiện là người mẫu chuyên nghiệp của công ty BL. Cô vừa mới tốt nghiệp cử nhân khoa môi trường ở trường Đại học Văn Lang. Ngọc Bích đã đoạt top 10 siêu mẫu năm 2008. Năm nay Ngọc Bích bao nhiêu tuổi? Đó là câu hỏi chúng tôi. 22. Mấy? 23. 25. Châu là 23. Bằng Trung là 22. Chúng ta chờ xem nha. Xin mời Ngọc Bích. 23 là 23. Chúc mừng bạn Minh Châu. Bạn đoán chính xác nha. Dựa vào anh Quyền Linh đó. Dựa vào anh hả? Dựa là té đó nha. Dễ té lắm, hình xui. Chúng ta sẽ đến với câu số 3. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Xin được gửi đến các bạn một câu hỏi. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, khoa thanh nhạc và lấy bằng cử nhân ngành Đông Á trong cuộc thi tiếng hát truyền hình Đồng Nai. Viên Trang đã đạt giải nhì, cô đã phát hành được 4 album. Viên Trang bao nhiêu tuổi? Mấy? Mấy? Hai mươi sáu, 27, 28. 25. 30 là cao quá rồi Trung ơi. Rồi 27, 26, 27, 28. Để xem ai đúng nha. Xin mời Nguyên Trang. Không để sức mạng chờ lâu nữa. Số tuổi của Nguyên Trang. Nguyên Trang sinh năm 1984 và năm nay Nguyên Trang được 24 tuổi. Hai mươi bốn tuổi, đã ba đều sai hết. Giờ đây thì chúng ta cùng nhau chúc mừng cho bạn Hoàng Phi là người chiến thắng ở vòng một. Chúc mừng bạn. Chúng ta đang đến với vòng hai của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Ở vòng hai này vẫn là đoán tuổi, nhưng không phải đoán một người mà đoán rất nhiều người. Nếu như đoán đúng một câu thì thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Số điểm vòng 1 coi như là chúng ta chơi vui thôi. Bây giờ mới là quyết định. Chúng ta sẽ bắt đầu câu hỏi đầu tiên của vòng 2. Xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Các bạn biết mình là ai không? Mình là Hải Băng, thành viên của nhóm Mây Trắng. Hôm nay mình đến đây không phải một mình, đến đây cùng với em mình. Các bạn thử đoán xem tổng số tuổi của hai chị em mình năm nay được bao nhiêu? Nhìn nó bự như vậy thôi nhưng mà nó nhỏ tuổi hơn mình. Chúc các bạn may mắn. Hải Huyền với nghệ danh là Hải Băng, cô là thành viên Úc của nhóm Mây Trắng. Còn cậu em là Hữu Phong, là sinh viên trường cao đẳng sân khấu và điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đoán xem
hai chị em bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Chính xác. Bao nhiêu? 38. 42. Hoàng Phi 39, Minh Châu 38, Giang Trung 39. Tôi phải nói 39 luôn, tôi đồng ý với Hoàng Phi với lại bạn Trung luôn. Bạn có muốn đổi không? Không đổi. Không đổi đúng không? Rồi sẽ ân hận. Và bây giờ xin mời các bạn. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn. Và sau đây là đáp án. Năm nay chị Hải Băng nhà ta 20 tuổi, còn mình 19 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai chị em mình là 39 tuổi. Dễ đoán, người nổi tiếng thì dễ đoán. Nhìn thấy coi như là đoán rất dễ hai người này. Cái câu cuối cùng thứ hai là mới khó. Cuối cùng thứ hai bao giờ cũng đông người chân á. Các bạn cố gắng tập trung vào nha. Bây giờ thì số điểm gần bằng nhau rồi các bạn. Rất hồi hộp. Rồi, câu hỏi cuối cùng của vòng 2. Quý Huyền Cơ xin chào quý vị khán giả của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Đây là ông xã thân yêu của mình. Đố các bạn thí sinh tuổi mình và tuổi ông xã cộng lại là bao nhiêu? Chúc các bạn thí sinh may mắn. Đây là tác giả Vương Huyền Cơ. Vương Cơ đã viết rất nhiều kịch bản cho sân khấu kịch thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã 2 năm liền đạt giải Cù Nèo Vàng năm 2006-2007. Chúng ta đoán xem vợ chồng Vương Huyền Cơ là bao nhiêu tuổi. Xin mời. Mấy? Mấy? Bao nhiêu các bạn ơi? Bao nhiêu? Có ai đổi không? Không? 97. 93, 97. 97 à. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Xin mời. Xin chào. Năm nay tuổi mình là 42. Còn ông xã bao nhiêu tuổi? Ông xã năm nay là 50 tuổi. Vậy tuổi của hai người cộng lại là 92. Chào. Thấy chưa bạn? Chúng ta sẽ bắt đầu xem ai sẽ là người ở lại và ai sẽ là người ra đi. Xin chúc mừng bạn Minh Châu. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng. Cảm ơn anh. Chúc mừng bạn. Đây. Và bạn. Ôi trời. Nếu như vậy bạn mà nghe tôi chút xíu có thể là bạn vào trong. Dạ. Bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Dạ, cảm ơn. Và bạn cũng sẽ nhận giá trị giải thưởng là 3 triệu đồng. Và điều quan trọng hơn nữa là chắc chắn ai cũng biết rằng bạn Hoàng Phi là người đến với vòng đặc biệt. Chúc mừng bạn. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho những ai có sinh nhật trong hôm nay. Chúc mừng sinh nhật. Quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua những vòng chơi của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật thật là ấn tượng. Và bây giờ thì Quyền Linh phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trên HTV7. Xin chào.